Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có thì giờ ngợi khen thờ phượng Chúa và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đã sẵn sàng tinh thần để đón nhận lời Chúa phán cho chính đời sống của mình chưa? Đối với tôi thì lời của Chúa trở nên rất là quan trọng cho đời sống theo Chúa của mỗi một chúng ta. Hơn tất cả chương trình nào trong hội thánh của Chúa, sự ngợi khen thờ phượng cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu không có sự hiện diện của Chúa thì tôi không thể chuyển lời của Chúa đến cho quý vị. Nếu không có sự hiện diện của Chúa thì tấm lòng của chúng ta không được cày xới, thì giống như hạt giống là lời Đức Chúa Trời sáng nay rơi và đụng đường đi, phải không ạ? Nếu lòng của chúng ta không được cày xới thì lời Đức Chúa Trời là hạt giống sẽ gieo vào lòng của chúng ta là đá sỏi. Và nếu không có sự hiện diện của Chúa để cày xới tấm lòng của chúng ta, cày xới có nghĩa là gì? Có nghĩa là khiến cho lòng của chúng ta nhận biết những cỏ nào, những gai góc nào, những chà chôm nào, những sự cứng lòng nào, những sự vô tín nào, những điều nào không đẹp lòng Chúa vẫn còn ở trong mỗi một chúng ta. Chúng ta phải lấy nó ra thì lòng của chúng ta mới trở nên mềm mại. Và bốn loại đất, chúng ta biết bốn loại đất, chỉ có một loại đất duy nhất mà Kinh Thánh dùng cái từ đó là đất tốt, phải không ạ? Đất tốt. Đất tốt là đất nói lên một con người nghe phúc âm và hiểu. Hiểu đây không phải là một cộng một bằng mấy, chúng ta nói bằng hai là hiểu, không phải. Hiểu đây nó còn sâu sắc hơn nữa. Hiểu đây nó lên người nghe đánh giá lời Đức Chúa Trời là quý hơn bất cứ điều gì. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Đối với người nông dân, họ quý hạt giống lắm anh em. Đói cỡ nào họ không bao đêm không. Đói cỡ nào họ cũng không bao giờ dám đem lúa giống ra để đi xay lấy gạo nấu cơm. Không bao giờ. Họ thà đói và giữ hạt giống để gieo. Cho tôi nghe chữ Amen. Nếu họ ăn luôn hạt giống thì mùa đến chắc họ sách bịch đi xin ăn quá. Cho nên chúng ta phải trân trọng lời của Đức Chúa Trời. Và càng đi với Chúa, tôi càng học nhiều bài học với Chúa. Tôi có thể nhìn vào một đời sống của một con người theo Chúa thì tôi có thể biết người đó tôn trọng lời của Chúa như thế nào. Thí dụ, khi có nan đề đến với chúng ta, bệnh tật chăng, thiếu thốn chăng, nguy khốn chăng, nghèo ngặt, thì ngay giờ đó một người tôn trọng lời của Chúa đó là một người sẵn sàng hạ mình xuống để cầu nguyện với Chúa. Amen. Nhưng ngược lại, một người không nhờ cậy Chúa nhưng họ bắt tay vào việc vay mượn, việc nhờ cậy con người này, nhờ cậy con người khác, hoặc đời sống họ lung tung, thì cho tôi có thể biết đó là đời sống của người đó không có sự tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có biết rằng chúng ta gieo gì chúng ta gặt nấy không? Nếu ta gieo sự tôn trọng lời Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng người đó. Bao nhiêu người ở đây muốn Đức Chúa Trời tôn trọng chúng ta nào? Tôi tin rằng khi nghe nói điều này ai cũng muốn được tôn trọng cả. Bởi vì khi ta được Chúa tôn trọng rồi đó thì mọi cái của Chúa là của chúng ta. Amen. Chúng ta thấy trong một gia đình, cha mẹ thường thường dành tất cả mọi điều của mình, ngay cả gia tài luôn, đó là sẵn sàng cho đứa con vâng lời, phải không ạ? Có phải không? Không có cha mẹ nào mà sẵn sàng cho con cái của mình những điều tốt hoặc là gia tài cho một đứa con ngập nghiện, cho một đứa con hư đốn, cho một đứa con chơi bời, cho một đứa con một đứa bao tiêu tiền. Một ngày sau, hai ngày sau hỏi tiền mà mẹ cho con còn bao nhiêu, giải sạch rồi bé. Thì tôi tin rằng không bao giờ cha mẹ nào dám cho thêm những đứa con tiền như vậy nữa. Amen. Bởi vì những đứa con đó đã không học biết sự tôn trọng. Và chúng ta đã học rồi, Đức Chúa Trời tôn trọng lời của Ngài hơn cả danh của Ngài nữa, phải không ạ? Cho nên tôi kêu gọi hội thánh của Chúa hãy cầu nguyện cho chính mình giờ này.
một lời cầu nguyện thôi. Đó là xin giúp con biết tôn trọng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có tin rằng Chúa có lời của Chúa cho mọi hoàn cảnh của chúng ta không? Tôi tin điều này, amen. Không có một hoàn cảnh nào tôi đối diện mà Chúa không có lời của Chúa cho tôi. Như tôi nói tuần vừa rồi, 8.000 lời hứa trong Kinh Thánh. Lời hứa về sự chữa lành, lời hứa về sự thịnh vượng, lời hứa về sức khỏe, lời hứa về sự giải cứu, lời hứa về năng quyền, lời hứa về tình yêu thương, lời hứa về sự phục hồi, amen. Lời hứa về sự bảo vệ, amen. Lời hứa về sự biến đổi, lời hứa về sự thánh viết của Đức Thánh Linh, lời hứa về sự vinh hiển cao trọng, lời hứa về sự tốn độ Thánh Linh, lời hứa sự đầy dạy Đức Thánh Linh, lời hứa sự đúng chạm của Ngài. Hàng trăm hàng ngàn lời hứa về những hoàn cảnh của chúng ta đang đối diện. Hallelujah. Khi tôi mới tin Chúa, tôi đọc cái lời này nè, tôi thích lắm. Là viết nói gì? Khi tôi trẻ, rồi tôi già, tôi không thấy dòng dõi của người công chính đi ăn mày. Tôi thích câu thánh này lắm, và câu thánh này đã đẩy tôi đến cái chỗ xét mình. Và bắt đầu từ đó tôi phải học sự công chính từ nơi Chúa. Đó là đời sống ngay thẳng, sống kính sợ Chúa, sống trong sự thánh khiết mỗi ngày, chứ không phải một thời điểm nào đó. Amen. Để tôi và dòng dõi của tôi không xách bịch đi ăn xin. Và sáng nay chúng ta tiếp tục ở chủ đề mà những ngày qua tôi rất là thích, bởi vì Chúa bảo tôi phải chia sẻ. Đó là về lĩnh vực đức tin. Amen. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã nghe sứ điệp là đức tin chẳng kém qua cuộc đời của Abraham. Và bao nhiêu người chúng ta được dứt giấy bởi sứ điệp đó? Một người. Bao nhiêu người được dứt giấy sứ điệp đó? Tôi nữa. Ồ, bây giờ có những cánh tay bắt đầu dựa lên rồi. Tôi xin hỏi lần nữa là bao nhiêu người được đụng chạm sứ điệp tuần vừa rồi? Đức tin chẳng kém. Và bao nhiêu người thật sự áp dụng lời của Chúa vào đời sống của chúng ta? Sau bài giảng đó, tôi vẫn nói với nhà của tôi, có những khi nhà của tôi nói, anh ơi, em vẫn còn bị yếu lắm. Tôi nói, em, đừng nhìn vào thân thể của mình. Bây giờ anh và em, để cho Chúa thấy đức tin mình không kém, là chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Và chúng tôi đã làm điều đó, cầm tay nhau, cầu nguyện. Chứ bao giờ mà tôi gần với nhà của tôi trong thời điểm này. Đúng không em? Chứ bao giờ tôi bày tỏ cái tình thương thật sự, trước đây tôi đi công tác hoài, nhưng mà gần đây tôi nói với nhà của tôi, anh đi đâu anh muốn em đi với anh, không ở nhà một mình. Vì đây là thời điểm mà tôi muốn đức tin của nhà tôi được phục hồi trở lại. Amen. Và sáng nay trong giờ cầu nguyện của tôi, sáng sớm lúc 4 giờ, tôi đã cầu nguyện với Chúa đó là xin Thánh Linh của Chúa đem một cơn phục hưng đức tin đến cho hội thánh mà con đang hầu vì Chúa ở đây. Amen. Amen. Anh em thấy rằng đức tin rất quan trọng lắm. Hebrew 11 câu số 6 lời của chúng ta, không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Amen. Anh em, chúng ta dâng hiến, Chúa vui, nhưng có nhiều khi Chúa không đẹp ý. Bởi có nhiều người dâng hiến nhưng không có đức tin. Cho tôi nghe chị. Amen. Có nhiều người dâng hiến, họ vẫn dâng hiến cho Chúa, nhưng họ rơi phòng nhóm, họ sống như một người của thế gian. Họ vẫn có mối quan hệ bất chính. Họ vẫn làm ăn bất chính. Họ có thể chơi số đề, họ có thể mua vé số, nhưng đến giờ dâng hiến họ vẫn thiên lên để bỏ tiền dâng vào hộp. Điều đó tốt, amen. Nhưng cái điều Chúa quan tâm hơn hết, đó là Chúa quan tâm đức tin của tôi và quyên bà anh chị em. Đức tin ở trong Cựu Ước rất ít đề cập đến, một đôi lần gì đó thôi. Nhưng đến phần tân ước, chức vụ của Chúa Giêsu từ Ma-thi-ơ cho đến Khải Huyền và Hội Thánh hiện đại ngày hôm nay tôi anh em đang sinh hoạt, thì đức tin luôn luôn đề cập rất nhiều. Amen. Chúa chữa lành một người bệnh xong, Chúa nói gì? Nhờ ta đó nha con. Mà đúng là nhờ Ngài. Amen. Nhờ quyền năng của Ngài chữa lành. Nhưng Ngài nói một lời ngược lại. Ngài nói gì? Đức tin của con đã chữa lành con. Đức tin của Cường nơi Chúa thay đổi con người này. Đức tin của Huy nơi Chúa thay đổi cuộc đời con người này. Đức tin của Thánh nơi Chúa thay đổi được con người này. Amen. Sự thay đổi nó không phải diễn ra nhất thời, là một ngày hai ngày. Không phải. Chúa đã dùng đức tin qua lời Đức Chúa Trời cho tôi, và Ngài thay đổi cuộc đời của tôi hơn
34 năm trời này. Và anh em thấy tôi cần đi, tôi cần phải có đức tin cho tôi nghe chứ, amen. Anh em đừng có nghĩ rằng tôi là một mục sư rồi nói như nhiều người nói là tôi được ơn, thế thì chắc một sư sĩ không cần đức tin đâu. Không, tôi vẫn thưa trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời là một, trước mặt hội thánh của Chúa hôm nay, trước mặt tất cả anh chị em, trước những người đang theo dõi sự việc này, tôi vẫn đang rất cần đức tin mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ của mỗi ngày trong cuộc đời của tôi. Bao lâu tôi còn sống trong xác thịt này, bấy lâu tôi còn sống đối diện với những nan đề, đối diện với những nghịch cảnh, amen. Và riêng cá nhân của tôi, cái điều tôi sợ nhất đó đến một ngày tôi mất đức tin. Và để chúng ta hiểu việc mất đức tin nó quan trọng như thế nào, hay để chúng ta thấu hiểu đức tin quý hơn vàng, đức tin là một lẽ thật mà Chúa bảo tôi anh em qua lời của Chúa sáng nay phải giữ cái điều này, amen. Giữ đức tin. Sứ đồ Phaolô, ông ta đã nói với Timôthê là học trò của chúng ta, nói gì? Ta đã chạy xong sự chạy, ta đã chạy xong cuộc đua, và ta đã giữ được đức tin, amen. Anh em, ông không nói là ta đã chạy xong cuộc đua và ta đã giữ được tài khoản của ta không mất một đồng nào. Ông không nói là ta đã chạy xong cuộc chạy và ta đã giữ được cái miếng đất mà ông cha vợ cho ta, cho đến giờ ta tắt thở và ta để lại cho vợ của ta, ta để lại cho linh hồn. Ông không nói là ta đã chạy xong sự chạy và ta giữ được cái ngôi nhà. Không, không. Ông nói là ông đã chạy xong sự chạy, amen, và giữ được đức tin. Anh em, tôi thấu hiểu điều này. Và như tôi nói, tôi là một người cần đức tin, và tôi phải nắm giữ cái đức tin mà Chúa ban cho tôi qua lời Đức Chúa Trời, amen. Và tôi chỉ giữ được khi tôi biết đức tin rất quý báu cho đời sống theo Chúa của tôi. Hallelujah. Trên tôi mỗi ngày phải làm cho đức tin lớn lên, lớn lên, lớn lên, và ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, amen. Và bao nhiêu người thừa nhận ở đây, ban đầu chúng ta mới gặp của Chúa, đức tin ta mạnh mẽ lắm, đức tin chúng ta đơn sơ lắm, amen. Nhưng khi ta đi với Chúa rồi, đáng lẽ đức tin phải lớn lên, chúng ta thấy đức tin mình nó nhỏ dần, amen. Và nên biết gì, khi đức tin nhỏ dần thì nan đề sẽ lớn hơn Đức Chúa Trời. Nhưng khi một con người đức tin đủ mạnh, nan đề nhỏ hơn Đức Chúa Trời cho tôi nghe chị, amen. Ngày nay có nhiều người làm chứng nói gì, nan đề của tôi đang đối diện như quả núi. Và có nhiều người khi đối diện với nan đề là quá lớn, họ đã mất đức tin và họ không còn tin vào một Đức Chúa Trời toàn năng có thể làm thay đổi, giải cứu, cung ứng cho cuộc sống của mỗi một chúng ta, amen. Cho nên em, sáng nay chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa. Chúng ta dở ra Timôthê thứ nhất, đoạn 1 câu 18 đến câu thứ 20. Xin trân trọng kính mời hội thánh và quý bạn chị em các tổ tốt Chúa đang theo dõi buổi nhóm của chúng ta trên đường truyền online. Xin chúng ta cũng thể đứng lên tại cái nơi mà chúng ta đang theo dõi đó để bày tỏ sự tôn trọng lời của Đức Chúa Trời hôm nay. Timôthê thứ nhất, đoạn 1 câu 18 câu 20. Và đây cũng là câu kinh thánh và Chúa Nhật tuần sau chúng ta sẽ dò cả hội thánh nha. Xin mời gia đình Noe ở Tàu Ô à. Xin mời gia đình ở Sở Nhì nữa nha. Xin mời chị Đế cũng nhớ Chúa Nhật tuần sau đi nhóm. Và cũng có mặt nha. Đừng sợ trả cô gốc rồi cái không có mặt ở đây. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Xin mời hội thánh đồng an tòa. Anh em, với ba câu kinh thánh này, Chúa cho tôi một chủ đề để chúng ta thấy tiếp tục đức tin quan trọng lắm. Đó là tại sao
bị chìm đắm. Tôi lặp lại chủ đề sau này. Tại sao đức tin bị chìm đắm? Chúng ta biết rằng từ chìm đắm giúp chúng ta tưởng tượng ngay, hiểu ngay, đó là một chiếc tàu bị chìm, phải không ạ? Amen. Một chiếc tàu bị đắm. Bao nhiêu người ở đây đã biết câu chuyện về tàu Titanic chưa? Chúng ta thấy một chiếc tàu mà viên thuyền trưởng kiêu hãnh đã tuyên bố gì? Không quyền lực nào có thể nhận chìm được chiếc tàu nổi tiếng lịch sử loài người này. Họ hãnh diện về chiếc tàu đó, nhưng không hề ai biết cuộc hành trình quá ngắn, trên chiếc tàu đó có rất nhiều tỷ phú, có rất nhiều triệu phú, có rất nhiều người giàu có, học thức đương thời bây giờ đã chết vì chiếc thuyền. Cũng một thời đó, tôi mượn hình ảnh này để nói, có bao nhiêu anh em ở đây đã từng thấy cuộc đời của mình giống như chiếc tàu bị chìm khi theo Chúa. Đó là ban đầu, chúng ta đi với Chúa mạnh mẽ lắm, cái gì chúng ta cũng có đức tin, cũng cầu nguyện, cũng nhờ cậy Chúa, và chúng ta thấy sự giải thoát đến. Amen. Chúng ta thấy sự tiếp trợ của Chúa đến, chúng ta thấy năng quyền của sự giải cứu, chúng ta thấy năng quyền của sự chữa lành đến, và chúng ta thấy Chúa là mọi câu trả lời của chúng ta, và chúng ta làm chứng cho mọi người khác rằng Chúa của tôi thật là tốt lành. Amen. Nhưng sau một thời gian ngắn, bắt đầu họ đối diện nan đề lớn hơn, họ đối diện nghịch cảnh lớn hơn, họ đối diện với những điều khó nguy lớn hơn, họ đối diện với những điều thiếu thốn lớn hơn, họ đối diện với những bệnh tật lớn hơn, họ đối diện với nghịch cảnh quá lớn hơn, đến mức độ họ sợ và họ không còn tin cậy Chúa nữa. Và điều gì xảy ra? Bắt đầu chúng ta như chiếc thuyền bị chìm, nó chìm xuống, và chúng ta thấy gì? Bắt đầu chúng ta xa dần Chúa, phải không? Có phải không? Có thể có những người chồng, có những người cha, có những người mẹ, có những người vợ, có những người hầu việc Chúa, lãnh đạo hội thánh, đức tin của họ đã và có thể đang bị chìm đắm. Ước ao quý vị nghe được sứ điệp này để ăn năn và trở lại với Chúa. Có những chức vụ đã bị chìm đắm, họ vẫn còn giảng, nhưng họ giảng những điều không còn với lời của Đức Chúa Trời nữa. Amen. Họ giảng né tránh về đức tin, họ giảng né tránh về sự chữa lành, họ giảng né tránh về sự giải cứu. Amen. Bởi vì chính họ bị chìm rồi, chính họ bị chìm đắm rồi, chính họ đi đến cái chỗ tuyệt vọng rồi, chính họ đi đến cái chỗ không còn hy vọng nữa rồi. Và sứ đồ Phaolô trong một cuộc hành trình đến Roma để ông tử đạo vì cớ phúc âm của Chúa Giêsu Christ. Tôi nói này chắc chắn là chúng ta nhớ ngay. Chiếc tàu chở ông đi gặp nạn, phải không ạ? Amen. Chiếc tàu của ông chở ông đi gặp nạn. Họ bị chìm đắm vào cái bãi san hô. Và mọi người trên tàu nói là chúng ta chết hết. Nhưng sứ đồ Phaolô là một con người đầy đức tin. Amen. Và ông đã tuyên bố rằng không ai trong chiếc tàu này có thể chết cả. Trong khi đó đám đông nói là sẽ chết hết, nhưng ông đã nói rằng không, không chết. Và quả thật Chúa làm ứng nghiệm lời đức tin đó cho tôi nghe chứ. Amen. Anh em, chúng ta là những cơ đốc nhân, như tôi đã nói nhiều lần trước đây khi tôi giảng về chủ đề đức tin, để biết một người theo Chúa thật hay theo Chúa giả, một tín đồ thật hay một tín đồ giả, nó dễ lắm. Đó là chúng ta nhìn vào nghịch cảnh họ, họ đi với Chúa như thế nào. Có nhiều người họ chỉ thiếu có 1 triệu thôi. Đối với anh em 1 triệu lớn hay nhỏ với Chúa? Hả? Đối với anh em 1 căn nhà, 1 miếng đất, nó lớn hay là nhỏ với Chúa? Nhưng có nhiều người vì có nhìn vào hoàn cảnh của mình, muốn có 1 căn nhà lớn hơn, muốn có 1 chiếc xe đẹp tốt hơn hàng xóm, phải làm vị mục sứ khác, cho nên họ bắt đầu buôn bán, phải không ạ? Họ bắt đầu vay mượn, phải không ạ? Và cuối cùng họ trở thành 1 con nợ. Có thể những người khác nói họ là mục sư, là người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng họ rất là đau, đó là họ đang mắc nợ người khác mà không có tiền để trả.
của cuộc sống tôi. Tôi biết Chúa là đấng quan tâm lo liệu. Amen. Nhưng tôi cũng phải vận dụng đức tin của tôi nơi lời của Đức Chúa Trời cho tôi nghe chứ. Amen. Cho nên em tôi đã nhìn thấy có những người ngày nay vẫn còn thi hành chức vụ là giảng lời Đức Chúa Trời, nhưng cuộc đời của họ như con thuyền đắm vậy đó. Giống như bài hát gì? Cuộc đời như con thuyền đắm, chìm vào biển ca mơ tối. Cuộc đời vì thế hoa rơi. Ta 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 ta. Đó là nhạc thánh nha, chứ không phải nhạc đời đâu đó. Tôi nhìn thấy nhiều mục vụ, nhiều chức vụ cảm thấy bị chìm và họ không thể nào ra khỏi cái chìm đắm đó được. Họ vẫn còn giảng, nhưng họ đang giảng một Đức Chúa Trời chết chóc. Trong khi dân sự biết họ mắc ngờ, trong khi dân sự biết họ đang gặp nan đề. Amen. Và dân sự đang dòm coi thử nè, coi thử là ông thầy của mình đi như thế nào. Bố tin xin lỗi hội thánh, tôi nói riêng anh em gia đình tái sanh một chút. Thế cắn các con trong gia đình tái sanh những ngày qua, coi thử bố đối với cái bệnh tình của cô như thế nào. Đó, ông bố giảng về quyền năng của Chúa, cô bị bệnh tật yếu như vậy đó, bây giờ để coi thử ông làm cái gì đây. Anh em có thể không nói thành lời, nhưng mà Chúa cho tôi biết tư tưởng của anh em. Amen. Và tôi là người phải nhờ cậy Chúa để dành vợ tôi ra khỏi cánh tay bệnh tật của ma quỷ. Amen. Và Chúa đã có câu trả lời đó cho chúng tôi. Amen. Sáng nay tôi hỏi trong nhà bếp có thầy Tú và Hải, một số anh em đó, mấy con thấy đợt này cô đến lần này khá hơn cách đây mấy ngày không? Mấy đứa nói dạ con thấy khá hơn. Mỗi ngày tôi thấy vợ tôi khá hơn. Tối qua tôi nâng đỡ vợ tôi bằng đức tin. Em đừng sống với tâm trí bệnh tật nữa, hãy bước đi bằng đức tin. Là không còn bước đi chậm chậm vì thói quen. Trước đây nhà tôi đi là bị té hoài. Ở đây có nhiều em chứng kiến nhà tôi bị té hoài phải không? Và nhà tôi bắt đầu đâm ra sợ và cẩn thận hơn bằng cách đi chậm chậm. Nhưng mà hôm qua Chúa cho tôi lời khôn ngoan chỉ nhà tôi, đó là em đã đi theo thói quen rồi. Em hãy đi bình thường, là anh bắt em chạy, nhưng mà em hãy đi bình thường trở lại đi. Và sáng nay khi tôi thấy nhà tôi đi từ trên phòng xuống phòng 1, và khi bước vào phòng nhà tôi đi một cách rất là bình thường, tôi nói gì? Chúa ơi, con tạ ơn Ngài bởi vì Chúa làm được điều đó. Thế thì điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho anh em ở đây, để chúng ta bắt đầu nhìn thấy tại sao đức tin của một ta bị chìm đắm. Và Chúa vẫn cho chúng ta có cơ hội, đó là nghe lời Chúa hôm nay, ăn năn trở lại, để người khác không thấy ta bị chìm vào cái đốc, cái vũng lầy của nợ nần. Cho tôi nghe chứ. Amen. Chúa không muốn tôi và đem bị chìm đắm ở trong một mớ nan đề và không có lối thoát. Amen. Chúa Giêsu chúng ta là cánh cửa, là lối thoát. Cho tôi nghe chứ. Amen. Là đường đi, là sự sống. Hallelujah. Anh em đừng để ta bị chìm vào cái vũng lùng vũng bùn đó. Nợ nần, tiền bạc, tội lỗi, nan đề, nguy khốn, bệnh tật, áp chế. Chúa không muốn. Chúa muốn chúng ta đi với Chúa, bước đi bởi đức tin. Amen. Amen. Không phải bởi mắt thấy, nhưng bởi đức tin. Amen. Đức tin là nhận lãnh trước những điều mà lời của Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. Đức tin là tin những điều gì Kinh Thánh nói. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy điều thứ nhất, Phao-lô dùng một cái từ, đây là lá thư mà ông gửi cho một cậu học trò của mình là một mục sư trẻ tên là Timôthê. Timôthê tiếng Hy Lạp là người thờ phượng Đức Chúa Trời. Tên của ông đầy có ý nghĩa, đúng không ạ? Amen. Nhưng mà Phao-lô ông ở trong tù, chúng ta nhìn thấy nha. Ông thầy thì đang ở trong tù, nhưng đức tin của ông thầy không bị chìm đắm. Cho tôi nghe chứ. Amen. Nhưng mà ông thầy bắt đầu nhìn thấy học trò của mình đang tại ngoại, người ở trong tù mà được tự do, còn người ở bên ngoài nhà tù mà lại đang sợ hãi. Amen. Anh em, dù bất cứ cảnh ngộ nào, điều quan trọng đó là chúng ta có đức tin. Đức tin đó sẽ đem mọi điều phước đến cho chúng ta. Nhưng dù chúng ta ở nhà lầu, xe hơi, dù chúng ta xuất thân của một gia đình giàu có, hay là chúng ta đang có tài sản của gia đình để lại, ba mẹ để lại chúng ta, nếu người đó không có đức tin thì tài sản đến đó, xin lỗi, thì tài sản mà người đó có đó sẽ đến một ngày không cánh mà bay hết, vì không có đức tin. Hallelujah. Hallelujah. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy Phao-lô nói là hỡi con ta,
Nguyện anh em hãy nhớ rằng sáng nay Chúa cũng gọi anh em bằng con. Amen. Amen. Hỡi các con gái, hỡi các con trai của ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con. Ông khuyên học trò của mình, ông khuyên một người học Chúa trẻ này, đó là gì? Ông nói là ta khuyên con về các lời tiên tri đã chỉ về con. Bao nhiêu người ở đây đã từng được các ân tứ, xin lỗi, được các mục sư đặt tay mà nói tiên tri cho chính đời sống của mình nè. Tôi có điều đó. Tôi ghi âm lại tất cả những lời tiên tri mà Chúa dùng các mục sư, các đầy tớ có ơn của Chúa để nói về cuộc đời của tôi. Nhưng mà có nhiều người đã lầm tưởng. Và có nhiều người có lời tiên tri rất tốt. Nhưng mà đến ngày mà nói với tôi gì, lời tiên tri này con nhận hơn 20 năm rồi đó thầy. Nhưng mà con chưa nói thấy xảy ra. Tôi nói thế thì con biết con rơi vào trường hợp nào không? Con có lời tiên tri mà điều đó không xảy ra. Bởi vì Chúa thấy con giống như chiếc tàu bị đắm trong một đống nan đề rồi. Amen. Và tôi nói anh chùa một người học về Chúa mà khi đang ở trong vũng lầy của nan đề, thì theo anh em có tin rằng tâm trí của người học về Chúa đó sẽ không ổn định không? Khi một con cái của Chúa dù mạnh mẽ cỡ nào, bây giờ họ mất đức tin, họ giống như chiếc thuyền bị chìm đắm trong cái trũng của nan đề, vũng lầy của nan đề, vũng lầy của nghịch cảnh sợ hãi, vô tín, nợ nần vay mượn, thì bao nhiêu người amen rằng họ sẽ luôn luôn bị phân tâm. Anh biết tôi đến một hội thánh, tôi giảng, tôi thấy một người nữ cứ đi ra đi vô hoài. Nếu ra một lần thì chắc là có cuộc điện thoại nào khẩn. Nhưng mà lần nào tôi đến tôi thấy cô này cứ đứng đây đi ra đi vô hoài, cứ cầm điện thoại nhìn một chút rồi nghe tắt chế độ chuông nhưng mà rung, rồi đứng ra xong nghe xong vô lại, rồi đọc tin nhắn xong vô lại. Và tôi hỏi người lãnh đạo hội thánh đó, tôi nói cho tôi hỏi, tại sao người nữ này cứ đi ra đi vô hòa trong giờ nhóm vậy? Và người lãnh đạo này không hề hay biết. Đến khi công an sờ gái, bắt đi tù. Vì cái gì? Vì lô đề. Con cái Chúa mà là cái lô đề. Cho đi vào phòng nhóm chủ nhật người ta đánh mới bạo nữa. Chứ mấy con để ý thầy Tú giùm nha. Thầy Tú ngày thường là hay đi ra kia nghe điện thoại rồi. Đi ra chuồng heo nghe điện thoại hay ra chỗ nào nó nghe điện thoại, phải để ý đủ nhiều. Và chừng làm cái lúc nào không hay á. Anh em, và chúng ta tưởng tượng đi coi, một người đi đến hội thánh của Chúa vẫn hát, vẫn thờ phượng Chúa Trời, như một Timôthê là người thờ phượng Chúa. Amen. Tên hay không có nghĩa là người đó giỏi. Cho tôi nghe chị. Amen. Giống như ba mẹ Cường đặt tên con là Cường. Gì Cường con nhỉ? Vũ Đức Cường. Đức là đạo đức, Cường là mạnh mẽ, là chắc chắn, là vững chãi. Nhưng mà nếu không có Chúa thì không chãi nổi. Amen. Nếu không có Chúa làm gì con có đạo đức, đúng không? Amen. Nếu không có Chúa làm sao con mạnh mẽ để con trở thành một người tốt được? Amen không ạ? Anh em, giống như đây là hiếu nghĩa hả? Đại nghĩa u ghê á. Con phải sống cho đúng cái tên đại nghĩa đi con. Tên con là Diệu Kỳ. Con phải sống Diệu Kỳ, sống cho người ta thấy rằng Đức Chúa Trời của con là Đức Chúa Trời Diệu Kỳ. Amen. Đừng sống cho mà người ta nói gì, Diệu này không ăn Diệu Kỳ rồi. Mà cái này là kỳ cục đấy. Thế là chết. Anh em tôi lặp lại, tên hay không có nghĩa người đó đẹp. Amen. Tên hay không có nghĩa người đó là người đắc thắng. Amen. Amen không ạ? Timôthê, tên của ông rất là hay, người thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ đức tin của ông đang bị lung lay. Amen. Và nhờ thầy của mình viết lá thư ra để khuyên bảo ông hãy xem lại đức tin của chính mình. Amen. Và sáng nay cũng vậy, trong phòng nhóm có rất nhiều người tên hay. Tôi là Ngô Tấn Sĩ, ba tôi đặt cái tên, không cần phải học lớp cử nhân, tôi cũng là Tấn Sĩ, là tiến sĩ rồi. Nhưng không phải nhờ cái tên này mà tôi trở thành một cái người được sức giàu. Amen. Amen. Nhưng Chúa sức giàu cho tôi bởi vì Ngài thấy tấm lòng của tôi. Hallelujah. Hallelujah. Và chúng ta đi tìm. Và chúng ta thấy rằng là Phaolô khuyên Timôthê nhờ lời tiên tri. Anh em, chúng ta không phải sống nhờ lời tiên tri mặc khải từ một tôi tớ của Chúa đầy ơn của Ngài nói về cuộc đời chúng ta. Nhưng sáng nay hãy biết rằng Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời trong Khải Huyền phán, lời của Đức Chúa Trời là linh ý của tiên tri, lời tiên tri. Như vậy anh em, tôi và anh em phải sống tôn trọng lời của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người đã từng đọc Kinh Thánh và thấy ô, Chúa nói tiên tri trước về cuộc đời của mình. Bao nhiêu người amen điều này, đọc và thấy điều này.
Anh em, tôi càng đọc Kinh Thánh tôi thấy wow, tất cả điều gì về hiện tại, tương lai của mình Chúa biết hết. Và đặc biệt khi tôi có tin Chúa, đọc Kinh Thánh, chỗ nào tôi cũng thấy tội lỗi. Và Chúa dùng những ngón tay của Ngài chỉ vào tôi ăn cắp cái gì, tôi phạm tội gì, tôi làm cái gì. Kinh Thánh, linh ý của lời tiên tri đã chỉ hết cho tôi. Và tôi tin rằng con cái của Chúa cũng có kinh nghiệm giống như tôi như vậy. Amen. Amen không ạ? Và bây giờ ta đi tiếp. Cho nên Sư Phaolô nói Timôthê một lời chúng ta để ý nha. Tức là phải nhờ những lời đó, phải nhờ những lời tiên tri, phải nhờ lời Kinh Thánh, linh ý của lời tiên tri mà đánh trận tốt lành. Amen. Bao nhiêu người biết rằng chúng ta đi theo Chúa là chúng ta đối diện những trận chiến khác nhau, và phải thắng thì mới gọi là tốt lành được. Amen. Cho nên nghe, amen. Nhờ những lời đó, nhờ lời Kinh Thánh nói về tiền bạc, để chúng ta đánh trận tốt lành, chúng ta không mắc nợ ai gì hết. Amen. Cho nên nghe, amen. Chúng ta nhờ lời Đức Chúa Trời nói về sự tôn trọng, nói về sự tôn trọng, để ta đánh trận trong cái điều mà người ta có thể nói những lời sỉ nhục chúng ta. Cho nên nghe, amen. Hallelujah. Gần đây có một học trò của tôi nói gì bố, con xin được giấu tên, có những hầu chú nói không tốt về bố. Tôi nói bố nghe nhiều lắm rồi con. Bố nghe nhiều lắm. Nhưng mà bố à, một điều rất là lạ, rất là đáng khi những người đó nói không tốt về bố, thì chú dùng một người nổi tiếng trong hội thánh là say rượu chưa bỏ được. Và người này giơ tay lên và nói gì? Ông mục sư này ông ở đây 20 mấy năm trời rồi, ông rất được ơn trước mặt Chúa mà. Tôi nghe câu chuyện tôi được khích lệ ghê. Trong khi đó những người hầu chú thì nói xấu tôi, còn người say xỉn thì nói tốt về tôi. Mà tôi thường thường giảng về tội lỗi, tôi thường thường giảng về những điều mà người say xỉn họ có thể ném chai rượu vào mặt tôi, bởi vì tôi không đứng về phía họ. Amen. Nhưng Chúa lại dùng cái người say xỉn này như con lừa để binh vực tôi. Hallelujah. Anh em yêu dấu của tôi, nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, hãy cầm cuốn thánh của anh em và giơ lên. Và chúng ta hãy nói, ngày hôm nay con sẽ nhờ lời của Đức Chúa Trời đánh trận tốt lành, con sẽ chiến thắng trong mọi mặt trận Chúa cho phép đến để thử riêng con. Amen. Cảm ơn Hội Thánh. Ngày nay có nhiều người nhờ gì? Nhờ bà con ở bên Mỹ gửi tiền về để đánh trận tốt lành và làm chứng gì. Rồi tôi thiếu thốn lắm, cho nên Chúa đã tiếp trợ cho tôi. Và nếu ta hỏi kỹ gì, bà con bên Mỹ em có gọi điện và họ gửi về cho em. Đó không phải là sự tiếp trợ, đó là sự xin xỏ của chúng ta. Amen. Anh em yêu dấu của tôi. Phaolô nói với Timôthê, hãy nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Tôi lặp lại, hãy nhờ những lời của Đức Chúa Trời trong 66 sách Kinh Thánh. Amen. Mà đánh trận tốt lành. Phải thắng thì ta mới kinh nghiệm sự tốt lành. Phải được giải cứu, ta mới kinh nghiệm sự tốt lành. Phải được chữa lành bởi ân sủng và danh của Chúa Giêsu Christ, chúng ta mới thấy được sự trận chiến là tốt lành. Amen. Hallelujah. Anh em, những ngày qua chúng ta có nhờ lời của Chúa không? Chúng ta có đánh trận cải thù nghịch của chúng ta là đói kém, những trận chiến về tiền bạc, những trận chiến về nợ nần, những trận chiến về sỉ nhục, những trận chiến về sự bắt bớ, những trận chiến về sự thiếu kém, những trận chiến về bệnh tật, những trận chiến về bị ma quỷ áp chế. Chúng ta có nhờ lời Đức Chúa Trời để đánh trận tốt lành không? Hay là ta cứ vào mạng và nghe hết mục sư này, mục sư kia giảng, chúng ta share, và tôi thường đăng bài những bài giảng của tôi. Tôi mong chỉ mong một điều rằng tôi không cần giơ ngón này, mà tôi cần con cái Chúa nghe xong share. Amen. Tôi không cần anh em like thả tim đâu. Tôi cần anh em nghe, bởi vì lời của Chúa qua chức vụ của tôi sẽ đem đến sự thúc đẩy và cho anh em biết những điều yếu kém và cần chỉnh chu, cần thay đổi lại trên đường chúng ta đi với Chúa của thế Giêsu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Và bây giờ chúng ta thấy điều thứ hai, để chúng ta đánh được trận chiến này thì câu 20 nói gì anh em? Xin lỗi, câu 19 nói gì anh em? Hả? Để nhờ lời của Đức Chúa Trời đánh trận tốt lành. Ai cũng muốn chúng ta bước vào trận chiến là chúng ta thắng. Ai cũng muốn bước vào trận chiến thiếu thốn,
Chúng ta cầu nguyện đánh trận và ta nhìn thấy sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Ai bước vào trận chiến của bệnh tật cho chính mình, cho vợ của mình, cho con cái của mình, cho học trò, cho tín đồ của Chúa. Và ta muốn rằng Chúa dùng chúng ta đặt tay cầu nguyện chữa lành. Nhưng mà chúng ta có bao giờ biết rằng tất cả những điều đó là trận chiến thuộc linh không? Nhưng để người khác được giải cứu, để người khác được chữa lành, để người khác được nhận sự tiếp trợ từ Đức Chúa, để người khác nhận thấy sự tốt lành của Chúa, thì tôi và anh em phải biết nguyên tắc đánh trận. Amen. Để đánh trận được thì câu 19 nói hai điều rất quan trọng. Hai viên đạn này trong một khẩu súng thuộc linh không thể thiếu một trong hai. Đó là cầm giữ đức tin. Cầm giữ là gì anh em? Cầm giữ nó lên chắc chắn đúng không ạ? Amen. Cầm giữ hay nắm giữ cho tôi nghe chứ amen. Bây giờ xin mời Cường đứng ra làm ví dụ này với thầy. Con có đi ngược chiều nha, con đi ngược chiều, con đi từ dưới lên trên. Khoan này nha, con đứng nhìn xe lên, nhìn thầy, xe lên, xe mặt lên. Tới đó, đứng đó được rồi, nhìn lên. Bây giờ em sẽ thấy cái ví dụ của tôi nha. Nếu tôi cầm chai nước này không chắc chắn, thì Cường đi qua, quẹt tay một cái thì ly nước này, chai nước sẽ thế nào? Bây giờ con đi đây ạ, con lên, con cố tình đụng vào cái tay này. Anh em thấy, chai nước sẽ rớt. Bởi tôi không cầm giữ chắc chắn đúng không? Anh em hiểu tụi nó không? Có nhiều người cầm giữ đức tin mình không chắc. Không chắc. Lúc này thì mạnh, sáng thì mạnh, chiều thì yếu, đến tối thì khỏi yếu luôn đi, sủi luôn. Khuyên bảo người khác nghe hay lắm, đến chính mình, Chúa sao con khuyên người khác, con được ơn ghê. Sao đến phiên của con xong thấy con nó còn tệ hơn người đó nữa. Tôi xin hỏi nhân sự trong trung tâm giải cứu nên bao nhiêu người đó vừa thấy mình ứng nghiệm điều tôi vừa nói nè. Con chưa hết đâu, con đứng lại chỗ đó đi. Tôi xin hỏi bao nhiêu người đã từng thấy rằng mình tệ hơn người mình khuyên nữa. Thầy Hưng giơ tay, ai nữa ạ? Hải giơ tay, Hòa giơ tay, Tú giơ tay. Đôi khi mình khuyên người khác nó đã lắm, Hải giơ tay. Nhưng đến phiên mình cũng cứ năn nỉ đó, sao mình thấy mình dở ẹt á. Rồi Chúa sao con giỏi mồm với người khác mà con không giỏi mồm với con? Con khuyên người khác chứ đúng rồi luôn, mà đối với con Chúa ơi, nó chỉ chây lọ nó chứ nè. Vì cái đó mà chúng ta thấy mình đã không cầm giữ hay là nắm giữ đức tin. Amen. Bây giờ mời con đi lại đi. Anh em thấy, cảm ơn con. Cảm ơn Cường. Chúng ta thấy rằng khi tôi cầm giữ chắc chắn cái đức tin của tôi, không một kẻ thù nào có thể đánh bại đức tin của tôi. Cho tôi nghe chữ amen. Nhưng mà con cái Chúa ngày hôm nay gì? Để đánh chiến, đánh trận chiến nợ nần tốt lành á, thì phải cầm thẻ tài khoản. Để thắng được cái trận chiến nợ nần này thì phải cầm chắc cái thẻ tín dụng. Amen. Để đánh được cái trận chiến nợ nần này, thì chắc chắn là đến gặp xã hội đen, hay là vô trong internet những cái app cho vay nợ đó. Cái đó chắc hơn nhờ cậy Chúa. Có nhiều người còn nói tôi câu này mà tôi nổi da gà anh em ơi. Con nhờ con người nhanh hơn con nhờ Chúa. Con nhờ con người nhanh hơn nhờ Chúa. Tôi nói được. Con gieo ra chứ gì. Con sẽ thấy cái câu đó nó nguy hiểm trong cuộc đời con như thế nào. Và cuối cùng tôi không thấy người nhanh gì cả, tôi thấy con quỷ nó nhanh hơn. Em ơi, nó bắt lấy con người đó, bắt đầu sống trong nợ nập, nghiện rượu, và tụi em khốn khổ suốt cả cuộc đời không ngóc đầu lên được. Thì tôi nói để đánh trận chiến tốt lành, chúng ta phải không phải chỉ có đức tin nhưng phải nắm giữ đức tin. Câu này nói follow nó tiêu thầy rằng con đã có đức tin rồi. Em ơi, con đã có đức tin rồi, nhưng những ngày qua con không nắm giữ nó. Em ơi, nắm giữ có là gì anh em? Đức tin quý mới nắm giữ. Amen. Như tôi cầm chai nước này, tôi chuẩn bị đi vào hoang mạc. Tôi biết chai nước này nó rất là giá trị cho hành trình đi của tôi. Amen. Amen. Tôi biết rằng tôi đi vào hoang mạc đó mà tôi không có nước tôi chắc là sẽ chết. Bao nhiêu người ý thức rằng nếu ta đi với Chúa trên đời này, trên đất này, chúng ta không có đức tin chúng ta sẽ bị chìm đắm nào? Bao nhiêu người biết điều này? Thế thì ngày hôm nay tôi nài xin anh em hãy nắm giữ đức tin mà Chúa đã ban cho mình qua lời của Đức Chúa Trời. Amen. Không nhìn bên hữu, không nhìn bên tả. Amen.
không nhìn sóng to, không nhìn gió lớn, không nhìn vào thân thể của mình, không nhìn vào năng đề của mình, hãy nhìn vào Chúa. Anh em, Phaolô khuyên chúng ta rằng hãy nắm giữ đức tin, và điều thứ hai, hãy nắm giữ lương tâm tốt. Amen. Amen. Và bây giờ chúng ta thấy này, lý do thứ hai làm cho đức tin chúng ta bị chìm đắm là có nhiều người đi với Chúa nhưng không nắm giữ, cầm giữ cái lương tâm tốt của mình. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người buổi ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên con người theo con khỉ, có đúng không chị Đê? Đúng không? Mẹ của Thiên Ân, Đức Chúa Trời dựng nên chị theo hình ảnh của con khỉ, con công, dựng chị theo ai? À, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng bắt đầu chúng ta có cái lương tâm của Ngài không? Lương tâm là gì? Trước khi ta giải thích lương tâm tốt là gì, lương tâm xấu là gì, thì ta hiểu lương tâm là gì. Đơn giản lắm. Lương tâm là nơi trong con người mà Đức Chúa Trời đặt để giúp con người đó biết sai, biết đúng. Amen. Khi chúng ta làm một việc gì đó, người đời thường nói gì? Để lương tâm của anh làm quan tòa cho anh. Để lương tâm của anh nói anh đúng hay anh sai. Anh em, thế thì lương tâm tốt là lương tâm gì? Lương tâm tốt là một lương tâm giúp con người nhận ra cái điều này đúng với lời Đức Chúa Trời. Ví dụ, bây giờ tôi đang thiếu thốn tiền bạc. Trước khi tôi cầu nguyện xin sự tiếp trợ của Chúa, trước khi đức tin được phóng thích ra, Chúa muốn nhìn thấy lương tâm của tôi đã, để biết gì đúng, biết gì sai. Lương tâm tốt của tôi bắt đầu là gì? Nhờ cậy Chúa là đúng. Amen. Amen. Và bây giờ tôi bắt đầu nhờ cậy Chúa. Mà bao nhiêu người tin rằng Chúa sẽ trả lời? Chúa trả lời. Nhưng nếu tôi đối diện với sự thiếu thốn, và lương tâm tôi bắt đầu tính toán này, điều này đi vay nợ là không đúng, sai, nhưng tôi vẫn làm, tôi vẫn đi mượn nợ, tôi vẫn đi mượn vàng, tôi vẫn đi đánh lô đề, tôi vẫn đi mượn người này, mượn người khác. Mình biết mình sai, mình biết điều đó là sai, nhưng mình vẫn làm. Và còn nói gì? Sau này Chúa tiếp trợ, mình sẽ trả lại. Có những người không có tiền mua xe, nhưng vay nợ để mua xe, điều đó đúng hay sai em? Có nhiều người không có tiền mua nhà, vay tiền mua nhà và nói gì? Sau này Chúa trả, Chúa cho, trả lại. Anh em, không khác nào chúng ta đem Chúa ra làm con tốt, phải không? Anh em đừng lấy Chúa làm chơi. Lương tâm xấu, đó là biết điều vấn đề mượn nợ, vay nợ là sai, nhưng chúng ta vẫn làm, và chúng ta vẫn cầu nguyện. Thì theo anh em, Đức Chúa Trời có nghe lời cầu nguyện của con người đó không? Anh em, hãy để ý điều này giùm tôi sao hôm nay. Phaolô nói với Timôthê gì? Cầm giữ đức tin và cầm giữ lương tâm tốt. Đó là gì? Mình bảo vệ đức tin của mình, cầm giữ, nắm giữ là bảo vệ. Amen. Đừng để bị mất. Lương tâm cũng vậy. Cầm giữ, nắm giữ lương tâm là đừng để chúng ta mất lương tâm. Đừng để đến mức giống như trên mạng xã hội nói gì? Lương tâm không bằng lương tháng. Có nhiều người biết đi làm ngày Chủ nhật là sai, nhưng vì cuộc sống, vì muốn mua sắm, có tiền mua sắm vật dụng trong gia đình, tivi, sofa, xe hai cửa, thế là chúng ta làm luôn cả ngày Chủ nhật. Và anh em hãy chỉ tôi những người đó đi. Tiền bạc vật chất họ có thể có, nhưng nửa cuộc đời của họ thôi, họ mất hết. Họ mất hết. Tôi đã từng thấy những người giàu có, họ giàu lắm anh em. Nhưng mà Chúa bảo những người giàu trong kinh thánh gì? Hãy nói những người giàu có trong kinh thánh đó, hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời, đừng nhờ cậy nơi của cải của mình. Và tôi thấy những người giàu lắm anh em. Nhưng mà anh em có biết rằng những người càng giàu, họ càng mắc nợ không vậy? Hello? Alo? Alo? Tôi hỏi lại câu hỏi hả? Chúng ta có bao giờ nhìn thấy, cứ nhìn thấy những người bán tiệm vàng đó, chúng ta thấy vàng chắc là họ giàu lắm thì họ mới có vàng họ bán. Nhưng chưa chắc đâu, đôi khi họ bán vàng bướng của người khác cũng có. Đôi khi người khác đưa vàng cho họ bán cũng có, em ơi.
thì chưa chắc đó là phải phần của họ. Đôi khi tôi thấy người ta đi xe hơi, chưa chắc đâu, chưa chắc là giàu đâu, nhưng lấy sổ đỏ ra cắm cho đó rồi em ơi. Ồ, nhiều người ngày hôm nay có xe là làm chứng nổ lắm, nổ banh xác trong hội thánh luôn. Chúa cho tôi, Chúa cho tôi, nhưng mà họ có đủ yên lặng nghe nói thì ta cho con bao giờ? Con mượn sổ đỏ bà chị của con, con cắm với ngân hàng, con rút tiền ra, con mua xe mà con dám nói là ta cho con hả? Anh em ngày nay có rất nhiều người lấy danh Chúa mà làm trời. Anh em thế thì chúng ta nhìn thấy nha, chúng ta nhìn thấy, ta để ý câu kinh thánh này, câu 19. Trong giữ đức tin và lương tâm tốt. Câu sau là gì? Chúng ta cùng đọc chung. 1, 2, 3. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Anh em thấy kinh khủng không? Nguyên nhân nào làm cho đức tin của tôi và quý ma cho em bị chìm đắm? Thế thì tôi muốn hỏi anh em nè, Nghĩa, Trân Đại Nghĩa, cho bố hỏi con nè. Kinh thánh cho nó đi, có mấy kẻ chối bỏ lương tâm đó. Là chối bỏ lương tâm gì? Vâng, họ đã chối bỏ lương tâm tốt có gì? Họ chỉ thích sống làm theo lương tâm sai trật thôi. Amen. Amen. Họ thích sống theo cái lương tâm, nó nói lên cái tiếng dục dục. Không sao, nên nợ rồi mình đi làm, tháng này không trả, mình không trả nguyên được số tiền đó. Tôi thấy ma quỷ ngành nó đưa ra cái miếng mồi ngon lắm, đó là trả góp. Ngày hôm qua tôi nghe loáng thoáng là thầy Tú chuẩn bị mua ái thác. Và thầy Tú nói là chỉ cần 10 triệu thôi. Chỉ cần bỏ ra 10 triệu gói đầu tiên là có chiếc ái thác đi về nhà, đi về buôn làng. Buôn, buôn. Đi lạc đường cao su. Anh em, ngày hôm nay ít con cái của Chúa biết được điều này. Có người nói với tôi gì? Một sứ cầu nguyện cho em để Chúa cảm động lòng ngân hàng cho em vay cái gói tiền này. Tôi nói, đâu cần cầu nguyện đâu, chị cứ ra ngân hàng, ngân hàng nó welcome, how about money, đâu cần phải cầu nguyện đâu, vì ma quỷ nó muốn cái nợ mà. Anh em không, ma quỷ nó muốn thầy hơn mắc nợ, ma quỷ nó muốn ai đó ta mắc nợ. Có những người nói một sứ cầu nguyện sáng em đi ra ngân hàng đi, xin Chúa cảm động lòng họ cho em vay tiền, tôi nói không cần cầu nguyện đâu, ra đi, họ cho vay á. Anh em thấy vay tiền nó dán đầy đường không? Vay tiền không cần chứng minh nhân dân, vay tiền không cần số điện thoại, vay tiền không cần biết thầy Tú ở buôn lòn mua. Anh em có biết đó là cách của ma quỷ không vậy? Tôi hỏi thật á, tôi hỏi thật anh em á. Trong khi đó Chúa dạy ta đừng mắc nợ ai chi hết. Chỉ mắc nợ với tình yêu mà thôi em ạ. Bởi Chúa nói nợ nần đó không phải từ Chúa. Vì chúng ta được định là chúng ta đặt ở hàng đầu, chứ không phải đặt ở hàng đuôi. Cho tôi nghe chứ, amen. Chúa bảo chúng ta là cho người khác vay, chứ chúng ta không đi vay ai. Hallelujah. Và Chúa cũng bảo chúng ta là cho vay đừng lấy lời ạ. Chúa không muốn ta trở thành con chiên, trở thành con chó sói. Đó là trở thành đang là môn đồ, trở thành côn đồ, trở thành người cho vay nợ tiền người khác. Tôi thấy ngày nó có những bóng dáng xã hội đen tin nhận Chúa và trong hội thánh của Chúa, và cái cách của họ vẫn là xã hội đen. Nó không phải là gì của Chúa cả, cách ăn nói của họ, cách họ ứng xử như một người chưa biết Chúa. Anh em tôi lặp lại, nguyên nhân nào làm cho đức tin của chúng ta bị chìm đắm? Cuộc sống trả lời cho như này. Amen. Anh em hãy nhớ giùm tôi, khi tôi hỏi nè, nguyên nhân nào làm cho đức tin của chúng ta bị chìm đắm? Hãy nói là do chúng ta chối bỏ lương tâm tốt. Amen. Nguyên nhân nào khiến đức tin của tôi và hội thánh Chúa bị chìm đắm? Do chối bỏ lương tâm tốt. Amen. Anh em đừng chọn đi theo lương tâm xấu nữa, hãy chọn đi theo lương tâm tốt. Đó là đúng với đường lối của Đức Chúa Trời, đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Đúng với lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta, cho tôi nghe chị. Amen. Hallelujah. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có những lúc chúng ta ngặt nghèo. Khi chúng ta mượn tiền ai trong lúc chúng ta ngặt nghèo, Chúa không cấm. Nhưng một người cứ liên tục thích mượn tiền người khác, sống mượn tiền người khác trở thành cái lối sống của họ rồi, thì
hãy xem lại sáng hôm nay cho tôi nghe chị amen. Hãy xem lại sáng hôm nay. Một người, cái lối sống họ thích vay mượn, thích mượn nợ, thích chỗ này, thích chỗ kia, thích lô đề, thích vé số, thích mượn người này, thích mượn người kia, và trở thành cái cách sống của họ luôn. Và lấy tiền của người khác làm tiền của mình. Thì tôi kêu gọi rằng đó là người có lương tâm xấu. Và 100% nếu một người sống như vậy thì đức tin của họ đã bị chìm đắm rồi em ạ. Họ không còn biết Chúa nữa anh em. Chiếc tàu Titanic nó chìm trong đại nghĩa. Nó đây. Chiếc tàu Titanic có phải chìm lưng lửng không? Và trong đại nghĩa chiếc tàu nói gì? Mẹ ơi, mẹ là Đức Chúa Trời của con á, cứu con với mẹ ơi. Có phải vậy không? Đồ hoa, có mẹ rất là thương con hả? Có bao giờ con thấy chiếc tàu Titanic nó chìm lưng lửng không? Và con leo lên cột buồm, con nói với mẹ, mẹ Giêsu và Giê-rê bằng sống thẳng con cái cột buồm, mẹ đi với ba trực thăng đến bài cứu con đi mẹ. Anh em, khi bị chìm đắm thì tôi nói em chỉ có Chúa mới kéo ta trở lại thôi. Không ai có thể giúp tôi và anh em đâu. Ngay cả tôi, ngay cả tôi, vợ tôi không thể giúp tôi quay trở lại. Cho đến khi Chúa thấy nhìn tôi, Chúa thấy tôi trong chỗ của sự cầu nguyện ăn năn, nhìn thấy từ bỏ và quyết định trở lại với Chúa như đứa con trai hoang đàng, Chúa sẽ nâng đức tin của tôi trở lại. Amen. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Giống như chúng ta xếp, chúng ta xếp chiếc thuyền bằng giấy đi, chúng ta bỏ vào một cái đồ đựng nước mà không có nước, chiếc thuyền đó nó có nổi lên không? Không, nó vẫn nằm dưới cái đáy của cái hồ đổ nước đó phải không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta bơm nước vào, đổ nước vào, ta mới đổ một ca nước, chúng ta cũng chưa thấy. Chúng ta đổ hai ca, bắt đầu chúng ta thấy nó nổi lên một chút em ấy. Chúng ta đổ ca thứ ba, thứ tư, và chúng ta càng đổ, chúng ta thấy đức tin, xin lỗi, hình ảnh chiếc tàu đó như là đức tin vậy đó, bắt đầu được nâng lên trở lại. Amen. Nước đó là hình ảnh lời của Đức Chúa Trời. Khi lời của Đức Chúa Trời tiếp tục được đổ vào đời sống của tôi và anh em. Cho tôi nghe chị amen. Lời Đức Chúa Trời đổ vào, ta ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm lời Đức Chúa Trời cho chính mình. Anh em thấy nè, bỗng dưng chúng ta bắt đầu được nổi lên. Amen. Không còn bị chìm đắm nữa. Hallelujah. Và chúng ta được bơi, được thánh linh của Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đi trong bão tố mà không còn sợ dòng bão nữa. Như vậy tôi lặp lại. Lương tâm có quan trọng với đức tin không? Huy. Lương tâm có quan trọng với đức tin không? Lương tâm nào là đức tin cần nhất? Vâng. Còn lương tâm nào sẽ hủy phá đức tin của con? Vâng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy thuộc bài như vậy đó. Chắc ngày hôm nay là mọi cái pháp đồ là định hình ở trên mặc định rồi. Tốt rồi. Hãy nhớ giùm tôi điều này. Lương tâm xấu sẽ hủy phá đức tin của tôi và quyên bàn chị em. Nhưng lương tâm tốt sẽ khiến tôi và anh em nắm giữ được đức tin. Amen. Và chúng ta đi mà không một chút sợ hãi cả. Anh em, khi tôi làm việc thì tôi quyết định điều gì? Tôi luôn để lương tâm cùng làm đứa con nè. Điều này có đúng với lời Chúa không? Amen. Amen. Thí dụ như bây giờ có một người bảo tôi, thầy có cần tiền không? Tôi sẽ nói này, tôi chưa bao giờ tôi nói tôi không cần tiền. Họ nói gì? Bây giờ thầy cần tiền hả? Em cho thầy mượn này. Mà tôi biết mười mươi rằng tiền người này có là tiền đánh số đề, tiền làm ăn không đẹp lòng Chúa. Nếu tôi nhận thì then em là lương tâm xấu hay là lương tâm tốt? Vâng, lương tâm xấu. Và Tú không biết tôi nhận số tiền đó. Hoàng không biết tôi nhận số tiền đó. Vợ tôi cũng không biết tôi nhận số tiền đó. Nhưng ai biết? Chúa biết. Mà Chúa là đấng tác thành đức tin cho tôi. Và khi Ngài thấy tôi đã đi theo lương tâm sâu, Ngài yên lặng. Và lương tâm sâu đó sẽ nhận chìm đức tin của tôi và cuộc đời tôi sẽ đi xuống. Amen. Và tôi có tiền, nhưng tôi trở thành đứa con trai hoang đàng. Đó là đi dần dần đến chuồng heo. Amen. Ban đầu ông có tiền thật sự, ông có tài sản thật sự. Amen. Ông ăn chơi với phường địa điểm, ông uống rượu. Amen. Ở trong nhà cha mình đâu có nghe tiếng rượu róc rách chảy, rồi thấy mấy con gò này sang mặt cái vái ngán kinh á.
Ở trong nhà cha của mình mấy đứa đệ tớ gái của cha nó mặc đồ rất đẹp, xong mới ngồi đi mặc đồ mà rang cái máng của nó rang tím tím, nó đỏ lọ đó. Và cuối cùng anh em biết điều gì xảy ra? Hết tiền, hết bạc, đi xin ăn không ai cho, nhục không? Và đi bắt đầu đến chỗ chuồng heo, ăn thức ăn của heo, ông chủ cũng cho. Ông chủ cũng thương con heo hơn con người nữa. Ông chủ đó đúng là ma quỷ. Và tại cái chỗ đau đớn đó, ăn năn sẽ phục hồi đức tin của chúng ta hôm nay. Cho tôi nghe chị amen. Đức cũng đang đàn tại cho chúng em nói gì? Tại sao ta phải ngồi đây để chết đói? Ông không hề hay biết. Đó là ông đã đến đòi chia gia tài là một việc làm trái lương tâm. Cho tôi nghe chị amen. Việc chia gia tài là khi ba mẹ chết. Cho tôi nghe chị amen. Những đứa con trai này ba sống sờ sờ đó mà nó làm một việc trái lương tâm để thỏa lòng dục dục của nó. Amen. Amen. Và nó nhận gia tài đó, nó có gia tài, nó tưởng nó được tự do, nhưng không ngờ nó đi ra bên ngoài và đã làm nô lệ cho tội lỗi. Nó không hề biết rằng là tại sao ta phải ngồi đây và chết đói, bởi vì nó đã đi theo lương tâm xấu. Amen. Amen. Và bây giờ nó gì? Trong nhà cha ta đứa làm mướn đồ ăn dư dật, ta ngồi đây chết đói thôi, ta phải trở về nhà cha đặng thưa cùng cha rằng: cha ơi, con đã phạm tội cùng trời và với cha, con không đáng làm con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Và nó đã đứng lại, phải không ạ? Nó đã đứng dậy, quần rách hết, áo rách hết, mình mẩy đầy mùi hôi thối của phân heo. Tôi biết là ông kiệt sức vì ông đói, nhưng mà lương tâm của ông bây giờ ông đang cần Chúa. Cho tôi nghe chị amen. Ông đang cần cha của ông. Sáng nay bao nhiêu người ở đây biết rằng chúng ta cần Chúa hơn cần thức ăn, chúng ta cần Chúa hơn cần chữa lành. Có những người cần chữa lành nhưng họ đời sống họ không cần Chúa. Đối với tôi là tôi phải cần Chúa trước để tôi được chữa lành, amen, để tôi được giải cứu. Và đứa con trai này đã làm một hình ảnh rất là khuấy động lòng của tôi. Nó đã trở về với thân tàn ma dại, đi từng bước run rẩy vì cơn đói. Người cha nhìn thấy từ xa, chạy ra và ôm lấy nó. Và đứa con đã gào khóc trong vòng tay của người cha rằng: cha ơi, con đã phạm tội với trời với cha, con không đáng làm con của cha nữa. Bây giờ con đói quá cha, tôi diễn thôi, con đói quá cha ơi, xin cha cho con thức ăn, con ăn con đói quá đi. Đứa con chỉ cần một cái bánh thôi, nhưng mà người cha nói gì? Hãy bắt bò con mập. Cái bánh và bò con mập, cái nào lớn hơn, vĩ đại hơn anh em? Cái nào tuyệt vời hơn anh em? Anh em không tin hỏi thầy Tú đi. Hỏi cái bánh và con bò, cái nào đầu tiên? Anh em, người cha là Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt lành với chúng ta. Ngài không đối đãi ai ở đây theo hình ảnh của một con người đâu. Có nhiều người cha đẻ chúng ta nó họ sợ chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng Ngài, Ngài yêu và Ngài không sợ chúng ta, amen. Ngài yêu, Ngài muốn thay đổi chúng ta, amen. Ngài muốn quan tâm chúng ta, Ngài muốn đúng chạm của đời chúng ta để chúng ta được thay đổi, amen. Và nên hình ảnh của đứa con trai quang đàn đã bắt phục lòng của tôi. Nó quyết định ăn năn vì cỡ đi theo lương tâm xấu, amen. Và bây giờ trở về làm một đứa con thật sự với một người cha. Và người cha đã bảo đệ tớ bắt bò con mập, đãi thiệt vì con ta tưởng chết mà bây giờ sống, tưởng mất mà bây giờ tìm lại được. Và gì? Hãy ba bao đem nhẫn đến đây cho ta. Nhẫn đây nói gì? Địa vị làm con đã bị mất và bây giờ được phục hồi trở lại, amen. Amen. Hãy đem chiếc áo đến đây. Áo đây là sự công chính. Sống trong chuồng heo có gì đâu mà thánh khiết, amen. Đúng không thân đại nghĩa? Đúng không thân? Chuồng heo có gì thánh khiết ở đó không? Hối lắm. Hãy mau mau đem giày đến. Giày này là giày bình an. Bởi vì người cha nhìn xuống bàn chân, thấy bàn chân của con trai của mình lỡ loét hết rồi, vì đi bộ một đoạn đường rất là xa, amen, để trở về với nhà cha. Anh em ngày hôm nay, cha là Đức Chúa Trời đang ở giữa vòng chúng ta hôm nay, amen. Chúng ta không cần phải chạy qua Do Thái, chúng ta không cần phải đi mua vé máy bay để đến một nơi nào đó. Ngài đang ở đây
bằng những bước của đức tín và nói với cha rằng: cha ơi, con cần Ngài, con cần tình yêu của Ngài, và con đã sai rồi, vì những ngày qua con đã đi theo lương tâm xấu. Con biết thì đó là sai mà con vẫn làm. Con biết thì đó là không đúng với lời Đức Chúa Trời, con vẫn làm. Và bây giờ đức tin con bị chìm đắm. Cha ơi, con trở về với Ngài đây, xin phục hồi lại đức tin ban đầu cho con. Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó cho ai trong chúng ta hôm nay. Người công bình sống bởi đức tin. Chúa không nói người công bình sống bởi tài khoản ngân hàng. Chúa không nói người công bình sống bởi chúng ta có đất đai nhiều, nhà cửa nhiều. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán rằng người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Amen. Chúa không phán người công bình của ta sẽ cậy cái đầu của mình, đầu mưu mô của mình, khôn lõi của mình để mình sống, không. Chúa bảo rằng người công bình của ta hãy cậy đức tin mà sống. Sáng nay chúng ta hãy xem lại. Và hai nhân vật mà Phaolô đưa ra làm ví dụ, đó là Hymenê, là một sáu giáo sư giả, người một người hợp với Chúa luôn chống lại chức vụ của sứ đồ Phaolô, đã chìm đắm đức tin rồi. Một người bắt đầu không còn nhìn vào lẽ thật, dù là giáo sư, dù là mục sư, dù là thầy giảng gì không cần biết, mà sống không còn đúng với lời Chúa Trời nữa. Đó là giáo sư giả, là tiên tri giả. Người cuối cùng ông đưa làm ví dụ, đó là Alexander, là người thợ đồng. Ông đi với Chúa, nhưng ông vẫn còn làm đúc tượng. Ông vẫn còn thờ cúng thần tượng. Ông làm để bán, để ông có tiền. Anh em, chúng ta đừng đi với Chúa mà như Alexander và Hymenê nữa. Amen. Amen. Đừng nói tôi cũng là mục sư giống như mục sư sĩ mà. Ông là ai mà ông dạy dỗ lời của Chúa cho tôi? Nhưng tôi cảm ơn Chúa lắm. Nhiều năm qua Chúa dùng chức vụ của tôi để tư vấn, để giúp đỡ cho nhiều chức vụ khác trở lại với lời của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Amen. Đừng như là Alexander, đi với Chúa rồi mà mình vẫn còn phạm đến tội thờ cúng hình tượng. Đừng đi với Chúa rồi mà mình mới đi theo lương tâm xấu, mà mình làm hết điều này, làm hết điều kia một cách rất là vụng trộm. Đừng. Tôi xin hồi thật sáng nay, đừng. Amen. Và tôi kêu gọi bao nhiêu người muốn đức tin của chúng ta được phục hồi sáng nay, bao nhiêu người muốn Chúa lôi chúng ta ra khỏi vũng vì đức tin ta bị chìm đắm rồi. Chúng ta có thể đi nhà thờ mà chúng ta không thoát được, bởi vì đã bị chìm đắm rồi. Thì không bằng cách nào khác, không phải bằng cái tay của tôi hôm nay đâu, nhưng Chúa cần tấm lòng chân thật của chúng ta. Chúa cần sự ăn năn thật của tôi và quý ông bà anh chị em. Amen. Chúa cần chúng ta nhìn thấy, chạy đến với Ngài. Cho nên giờ này tôi kêu gọi hội thánh của Chúa hãy đứng, cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Anh chị em nào ta đã đứng lên rồi, chúng ta nhanh chóng chạy đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi tin rằng chúng ta hiểu lời của Chúa hôm nay. Tại sao đức tin của chúng ta bị chìm đắm? Câu trả lời đó là vì cớ chúng ta chối bỏ lương tâm tốt. Và chúng ta vẫn thích sống theo cái lương tâm xấu của mình. Chúng ta biết 10 điều đó là sai. Chúng ta biết 10 điều đó là không đúng lời của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn thích sống cái kiểu của mình. Và chính cái lối sống đó, không tôn trọng lương tâm, là một cái trọng tài, một quan tòa mà Chúa đặt để trong lòng của tôi và anh em. Để chúng ta biết cái gì là đúng, biết cái gì là sai, biết cái gì là đẹp lòng Chúa, biết cái gì là không đẹp lòng Chúa. Anh em ơi, hãy cầu nguyện cho chính mình giờ này. Hãy cầu nguyện cho chính mình giờ này, hỡi hậu thánh của Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Đừng để như một chiếc tàu bị chìm đắm. Đặc biệt nó không phải chỉ một mình chúng ta bị chìm đắm, chìm xuống vụ cái biển đời này mà thôi đâu. Không phải mình ta khổ đâu, mà chúng ta kéo theo gia đình của chúng ta, vợ con của chúng ta, ba mẹ của chúng ta, anh chị em của chúng ta. Đặc biệt mà những người chúng ta dắt đưa họ, Chúa, họ nhìn vào đời sống của tôi và anh em, họ thất vọng, họ tuyệt vọng. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện để chúng ta quyết định mỗi ngày chúng ta có trách nhiệm với lương tâm của mình. Cái điều gì mà không đúng với lời Chúa Trời, đừng sống theo đó nữa, đừng chiều chuộng nó nữa. Hãy quyết định để những quyết định của chúng ta đi theo lương tâm tốt, đi theo đạo đức cơ đốc, đi theo sự dạy dỗ của
của Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Trong mọi lĩnh vực, từ tình cảm, hôn nhân, buôn bán, việc làm, chức vụ, nghề nghiệp, sự hầu việc Chúa, tất cả mọi điều, hãy đi theo đúng đường lối của Chúa Trời. Có như vậy, chúng ta không mở cửa cho ma quỷ để nó làm cho lương tâm của chúng ta xấu đi, và rồi cuối cùng nó tiêu diệt được đức tin của tôi và anh em. Anh em ơi, không có điều gì khó với Chúa Trời đâu. Nhưng đôi khi Ngài nhìn vào đời sống của chúng ta, Ngài muốn làm lắm, nhưng Ngài thấy đức tin chúng ta bị chìm đắm mất rồi. Ngài thấy chúng ta đi theo lương tâm xấu mất rồi. Vì đó mà Ngài không làm gì được, cho đến khi chúng ta ăn năn và thật lòng quay trở lại với Chúa, thì Ngài sẽ không tiếc bất cứ điều gì với chúng ta đâu. Chúa xin chúc chúng con hôm nay. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.